Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua VIP của bọn mình. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm cái món là khoai lang nướng bơ tỏi. Món ăn này rất là dễ thực hiện nha các bạn. Thì để làm cái món khoai lang nướng bơ tỏi này thì mình sẽ chuẩn bị ở đây là 3 củ khoai lang nè. Rồi mình sẽ cần vài cái tép tỏi nữa. Rồi tiếp theo là khoảng 45g bơ lạc nha các bạn. Bơ lạc này một hồi là mình sẽ cho vào cái lò nướng á, mình đặt ở nhiệt độ khoảng 100 độ C khoảng chừng 5 phút là bơ nó sẽ tan ra hết. Rồi cuối cùng là mình sẽ sử dụng vài lát phô mai mozzarella như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ xắt khoai lang ra trước cái đã. Đó, mình sẽ cắt khoanh khoai lang cỡ chừng 2cm rồi dày nha các bạn. Đó, mình xắt xong rồi mình sẽ đem mình đi luộc cho nó chín. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng một nửa để mình luộc chín rồi mình đi nướng, còn một nửa là mình sẽ không luộc, mình nướng luôn. Sau đó mình sẽ so sánh kết quả coi hai cái nào ngon hơn nha. Ở về cái nguyên liệu lúc nãy các bạn, mình còn sẽ phải sử dụng một chút xíu muối tiêu để mình ướp nữa, mà lúc đầu mình lại quên nói với các bạn. Rồi cái khoai lang lúc nãy mình cắt ra nè các bạn, mình đã cho toàn bộ vô nồi rồi chưa để nó đen. Bây giờ mình sẽ đem một nửa để mình luộc, một nửa là mình sẽ lấy ra để một hồi mình sẽ nướng. Rồi các bạn, trong lúc mà bọn mình chờ đi nung cái bơ lạc cho nó chảy ra thì mình sẽ sắc nhuyễn tỏi trước. Tí nữa mình sẽ đem cái chỗ bơ xuống và bỏ tỏi vô luôn. Bọn mình cũng đang luộc khoai lang trên bếp nè các bạn, khoảng 10 phút nữa thì nó sẽ chín. Rồi tỏi mình sẽ băm nhuyễn ra như thế này nè các bạn, để hồi mình trộn vào bơ lạc á, xong một hồi mình khuếch lên khoai cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái chỗ tỏi băm này nè các bạn vào trong cái bơ này. Đó, bơ nãy giờ nó đã chảy ra hết rồi các bạn, 5 phút thôi. Rồi, quậy đều cho nó tan lẫn vô nhau cái đã. Rồi, mình sẽ để cái chỗ này qua một bên. Tí nữa mình sẽ cho lên cái mặt của khoai của mình để mình đem đi nướng. Rồi, đây là các bạn, khoai lang mình đã luộc chín rồi nè. Đó, luộc khoảng chừng gần hơn 5 phút. Rồi bây giờ mình sẽ sắn kiểu này nè các bạn. Xong rồi mình sẽ vớt ra bớt để mình tạo cái độ lõm á. Xong mình sẽ trát cái phần bơ tỏi của mình lên trên bề mặt này. Rồi tiếp theo là mình sẽ rưới cái phần bơ tỏi của mình lên trên cái bề mặt này nè các bạn. Đó, lúc đầu là mình định ép cho nó lõm xuống để mình bỏ lên, nhưng mà khi mà mình xới lên mình thấy không cần thiết cho nên mình không ép luôn, để cho nó xốp xốp vậy cũng được, nhìn cho nó đẹp hơn. Rồi sẽ cho bơ tỏi lên trên 4 miếng này. Rồi sau cùng là mình sẽ rắc muối tiêu lên trên cái bề mặt cái miếng khoai của mình nữa các bạn. Mình chờ ít thôi, tại vì tí nữa mình còn bỏ cái phô mai lên trên nữa. Rồi ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý tới phần khoai lang sống của mình. Rồi kế đến là cái nửa khoai lang sống của mình nè các bạn. Mình sẽ dùng cái tăm này các bạn, mình đâm để hồi mình rưới phô mai lên cho nó thấm. Thì cái miếng khoai này để cho nó hồi nó nướng nó mau chín nha các bạn, thì mình sẽ xăm luôn hai mặt nha. Đấy, lúc nãy cái nửa kia mình luộc rồi thì mình xới lên thì nó đơn giản hơn, còn cái này chưa có luộc cho nên nó còn cứng. Cách này mình cũng chỉ làm thử theo cách của mình thôi các bạn. Tại vì mình nghĩ là khoai lang mà không luộc có nướng thì nó sẽ ngon hơn. Đợi một hồi coi là sẽ biết thôi. Rồi bốn cái miếng khoai này các bạn, sau khi mình đã đâm hết hai bên rồi đó, mình sẽ ướp lên trên cái bề mặt này phần bơ tỏi của mình luôn nè. Đợi một hồi mình sẽ coi hai hàng nào ngon hơn nha. Chưa biết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha mấy bạn. Mình sẽ nướng cả hai luôn. Cả phần khoai lang luộc lẫn phần khoai lang không luộc luôn. Mình sẽ nướng ở 200 độ C. Đó, sau 10 phút là mình sẽ đem ra để mình cho cái phô mai mozzarella lên trên. Đây, mình đã cho muối tiêu lên trên cùng nha các bạn. Mình sẽ nướng cả hai chung một đợt luôn nha các bạn. Cái phần chính, cái phần khoai lang mình luộc chín á là nó sẽ chín hết rồi, mình sẽ lấy ra trước. Rồi đây nè các bạn, mình đã cho phô mai lên 4 miếng khoai lang mình đã luộc trước là bây giờ như thế này nha các bạn. Còn lại 4 miếng khoai lang mà nó còn sống nguyên á thì mình đang vẫn còn nướng ở trên lò. Khi nào nó chín, gần chín thì mình sẽ đem xuống mình cho cái phô mai này lên. Và bây giờ mình sẽ để 4 miếng này vào trong lò khoảng 5 phút nữa. Rồi, đây là 4 cái miếng khoai lang mà lúc nãy mình không có luộc đó các bạn. Đó, bây giờ của nó cũng đã chín hết rồi. Bây giờ mình sẽ để rắc bơ lên trên nha. Rồi mình đem đi nướng lại trong vòng 5 phút. Còn cái 4 miếng khoai lang mà mình luộc thì nó đã chín rồi, mình để về kia các bạn. Tí nữa mình sẽ đem vào để mình so sánh hai thứ luôn nha. Rồi khoai lang mình đã nướng chín rồi nè các bạn. Mình sẽ để trên đây, cái phần này là cái phần hai miếng này mình đã luộc rồi nè các bạn. Đó, kế đến là hai cái miếng mà mình để chưa luộc mình đem đi nướng luôn.
Rồi đây nè các bạn, nhìn sơ qua thì cái phần khoai lang chưa luộc á thì nó có vẻ là nó khô hơn. Còn hai miếng luộc ở bên ngoài này nó đã nhìn có vẻ là nó ướt hơn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Xem giữa khoai lang luộc rồi đem đi nướng và khoai lang chưa luộc đem đi nướng thì cái nào ngon hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ thử cái miếng khoai mà lúc đầu mình không có luộc nha các bạn. Đây. Đó các bạn có thấy rõ không? Ở trong ở trên là cái phần phô mai nè. Cái bản thân cái khoai lang mà chưa luộc này các bạn ăn thì nó bùi bùi, cái lớp viền ở ngoài nó sẽ giòn giòn, nó có cảm giác giòn hơn các bạn. Đây là cái miếng khoai lang mình không không luộc mà mình nướng nè, còn đây là cái miếng khoai lang mà mình luộc rồi mình mới đem nướng. Về riêng cái bản thân mình đánh giá thì mình thích cái khoai lang mà không luộc mà đem đi nướng hơn nha các bạn. Đây nha, nó khô khô mà nó giòn giòn ngoài cái viền này nè, ăn nó hết miệng hơn là cái khoai lang mà mình luộc rồi mình mới đem nướng. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh Google Bếp để ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn hãy vui lòng để lại ý kiến các bạn bên dưới video này để cho mình biết ý kiến của các bạn với nha. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp mình. Xin chào các bạn.